Xin chào quý vị và các bạn, quay trở lại với kênh xe đạp Hải Phòng của website xe đạp hải phòng.com. Và em là Kiên Xe Đạp, chủ cửa hàng xe đạp Hải Phòng. Và trong video này thì em muốn giới thiệu với các bác một cái chiếc xe đạp dòng đua, hay còn gọi là dòng road tiếng Anh. Đó là dòng tay khoằm của hãng XTS. XTS một cái hãng mà cũng khá là, nói chung là cũng không nổi tiếng nhưng mà cũng gọi là chung chung. Và có rất là nhiều cái chiếc xe mà tốt trong tầm giá, và cũng thuộc cái loại, nếu mà trung cấp thì không nói, nhưng mà cái loại cao cấp của XTS thì cũng khá là tốt ấy. Bởi vì nó cũng sử dụng rất là nhiều cái đồ của Shimano và rất là hợp lý trong tầm giá. Những cái năm gần trở lại đây thì thương hiệu XTS cũng được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng. Thì trong video này em sẽ giới thiệu với các bác dòng xe đạp đua road, hay là còn gọi là xe tay khoằm, thương hiệu XTS, có model là GX330. Thì quý vị có thể, các bác có thể tham khảo cái chi tiết trong video, và kèm theo đó là các bác có thể tra thêm Google để biết thêm thông tin về xe. Vâng, và bây giờ em sẽ đổi camera. Vâng, và bây giờ trong khung hình đây là chiếc xe đua đạp đua XTS GX330 đã qua sử dụng giờ một thời gian rất là ngắn, và qua sử dụng lướt xe còn khá là mới, em đánh giá là còn khoảng 90% độ mới luôn. Đầu tiên thì nổi bật với chúng ta là một cái khung bằng nhôm có mối hàn. Và cái chiếc xe đua này thì lại được trang bị là càng trước bằng carbon fiber luôn. Đó, càng trước carbon. Thì cách phân biệt càng carbon thì ở trong kênh YouTube xe đạp Hải Phòng của em thì nó cũng có rồi. Vâng, và đây là càng carbon, phần đuôi thì bằng nhôm, tức là ở đây là sẽ được lai giữa carbon và nhôm ở phần càng này để giảm trọng lượng của chiếc xe. Và chiếc xe này độc đáo ở một cái điểm mà ít có ở những cái dòng road khác, đó là xe được trang bị phanh đĩa dây cáp. Đấy, trông cho xe rất là khỏe khoắn và rất là thắng rất là tốt luôn. Vâng, và xe thì trang bị bánh 700c rồi, đương nhiên xe đua thì bánh 700c quả là 23. Đấy, được trang bị lốp maxit vành XDS theo xe luôn. Chúng ta cùng đi sang bên kia để xem cấu hình của chiếc xe. Vâng, và cấu hình của chiếc xe thì là khung nhôm này, và xe thì được trang bị bộ chuyển động là full group Shimano Sora. Như quý vị có thể biết, hoặc là ở trong kênh xe đạp Hải Phòng của em ở trên YouTube thì cũng đã có những cái video giúp quý vị phân biệt là các cái thứ bậc của các cái bộ chuyển động trong gia đình bộ chuyển động Shimano. Shimano thì Sora là một cái bộ chuyển động đứng trên Shimano Tourlay, đứng trên Shimano 2300, đứng trên Shimano Claris, tức là Shimano Sora là đứng thứ tư từ dưới lên của trong gia đình bộ chuyển động Shimano. Và Shimano Sora thuộc loại trung và cận cao cấp thuộc dòng đua, cho nên là chiếc xe này được trang bị bộ chuyển động Shimano Sora này, đùi đĩa Sora này, gạt đĩa trước Sora, cho nên là giúp cho chiếc xe là chuyển số rất là êm ái và rất là cao cấp đó. Xe này được thuộc dòng trung và cao cấp ở đây các bạn. Đấy, đề Sora đương nhiên là phải đi với 9 níp các bác nhá. Calazit thì sẽ là 8 níp, quần Sora là 9 níp. Vâng, níp là 9 tầng. Đằng sau chúng ta cũng có phanh đĩa luôn. Vâng, và qua chiếc xe này thì được trang bị là Mayer là Lovatec. Như các bác biết là Lovatec là một cái thương hiệu là Mayer cực kỳ tốt. Đây em đang quay đấy, Lovatec. Mayer Lovatec là một cái thương hiệu Mayer rất là tốt. Cực kỳ tốt luôn đấy. Vâng, và đằng sau thì cũng vành là vành hai lớp. Vành hai lớp cùng hãng của XDS luôn, trang bị cả một đôi lốp maxit. Khung nhôm. Khung chính hãng có mã vạch luôn. Rất là đẹp. Nói chung là sơn của chiếc xe này thì còn khá mới, mới khoảng 90%. Bộ Shimano Sora này thì đây là Sora đời mới các bạn. Sora đời mới là trục rỗng, tức là trục nó sẽ bên này nó sẽ không có ốc, mà nó chỉ bắt ốc bên này thôi.
Đùi là đùi rỗng. Bắt đầu bên này. Đấy. Thì cái đùi rỗng này thì nó giúp cho quay trơn hơn, bởi vì cái bà bi này là nó là chạy bi vòng to. Nó chạy bi vòng rất là bi to luôn, và trục rỗng thì nó làm giảm trọng lượng của chiếc xe đạp xuống một mức là thấp nhất. Đằng sau chúng ta cũng có phanh đĩa này là cũng của Shimano luôn các quý vị. Tuy rằng là phanh đĩa dây cáp không phải phanh dầu, bởi vì cái tay lắc của xe đạp đua là rất khó trang bị phanh dầu. Ở một số model mới đây thì nó cũng có, nhưng mà ở trên dòng này thì cũng là trang bị phanh cơ là cũng vừa đủ với cái nhu cầu sử dụng của quý vị rồi. Là phanh đĩa là cũng là cụm Shimano luôn, rất là xịn. Đĩa phanh cũng là của Shimano Malaysia, Shimano Malaysia. Ở trên tay cầm của chúng ta đi lên phía tay cầm thì là ở bên tay phải sẽ là tay lắc. Tại sao gọi là tay lắc? Bởi vì là cái tay này ấy, nó sẽ chuyển số bằng cách là lắc vào bên trong, đẩy vào phía bên trong để lên líp và đẩy cái cần nhỏ để xuống líp. Đấy, thế nên gọi là lắc. Đây là xuống líp, còn đây là lên líp. Xuống líp và còn khi mà chúng ta bóp vào như này thì là phanh. Thì đấy gọi là tay lắc. Tay lắc này cũng của Shimano Sora. Bên tay phải thì chúng ta sẽ có là 9 tốc độ để mà chuyển các cái tầng của líp. Chuyển các cái tầng của líp là bên tay phải Shimano Sora. Và bên tay trái chúng ta sẽ có chuyển các cái tầng của đĩa là hai đĩa, cũng đẩy vào là tăng đĩa, còn bấm cần nhỏ thì là giảm đĩa. Xe này size là khoảng 48, phù hợp cho những người cao từ 1m65 cho đến 1m78, tầm như vậy. Đây, chúng ta nhìn tổng thể chiếc xe một lần nữa. Vâng, xe thương hiệu XDS được trang bị khung nhôm bằng carbon và xe đua được trang bị bộ group full group Shimano Sora. Full group Shimano Sora 9 tốc độ, 9 níp đằng sau và 2 đĩa đằng trước, cho xe này có 92 18 là 18 tốc độ khác nhau. Vâng, xem xe đua Shimano. Xe đua XDS được trang bị bộ chuyển động Shimano Sora. Vâng, và em cũng đã giới thiệu qua cái xe đạp đua hiệu XDS và được trang bị rất là nhiều cái đồ của Shimano khá là tốt, và khung cái thương hiệu XDS nhưng trong những năm trở lại đây thì cũng rất là nhiều người sử dụng tại Việt Nam. Khá là em đánh giá nếu mà tầm xe trung cấp và cao cấp của XDS thì cũng khá là tốt. Và quý vị muốn biết giá của chiếc xe thì quý vị hãy nhắn Zalo cho em. Quý vị không cần điện qua số điện thoại làm gì, và bởi vì điện qua số điện thoại thì cũng phải làm việc bằng hình ảnh và gọi video thì sẽ là chân thực nhất, cho nên là nếu mà gọi điện thì cũng mất thời gian. Quý vị nhắn trực tiếp Zalo luôn qua số điện thoại 0975709943, em là Kiên Xe Đạp, và để biết được giá xe. Và nếu quý vị quan tâm đến các cái xe đạp thể thao khác hoặc những cái video liên quan đến xe đạp như là video sửa chữa, hướng dẫn sử dụng, thì quý vị hãy ở trên Facebook hãy kết bạn với em qua tài khoản Facebook là Kiên Xe Đạp và ấn chế độ xem trước hoặc là bạn thân. Còn nếu trên YouTube thì quý vị hãy đăng ký kênh và ấn like video, và bên cạnh nút đăng ký thì quý vị hãy ấn chiếc chuông để quý vị là những người đầu tiên được xem khi mà em up video lên trên kênh. Xin cảm ơn các quý khách, các bác, và hẹn gặp lại các quý khách trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt ạ.